Nếu tôi để tay như này thì anh em đoán cái sản phẩm tôi đang cầm trên tay là gì? Khi anh em chỉ thấy mỗi chữ Kyocera. Đây, giới thiệu được với anh em. Giới thiệu được với quý vị và các bạn, đây chính là em ổ cứng SSD, một thương hiệu rất mới, đó chính là Kyocera. Nhiều anh em sẽ nghĩ là đây là một cái thương hiệu mới mẻ đúng không? Thương hiệu lạ đúng không? Nhưng mà đây là một thương hiệu lạ mà quen anh em ạ, bởi vì tiền thân của nó là Toshiba. Đó, anh em đã thấy quen chưa? Đây sẽ là một cái ổ cứng mà nhiều anh em sẽ nghĩ đấy có phải là hàng tàu không? Nếu như tôi chưa nói là Toshiba đúng không? Nhưng cam đoan với anh em, hàng tàu làm sao mà xịn được như em ổ cứng này được? Còn xịn như thế nào thì chúng ta phải bắt đầu video mới biết được anh em ạ. Đi thôi. Thì cũng giới thiệu lại với anh em qua một chút về ổ cứng Kyocera. Thật ra là tên nó cũng hơi khó đọc đúng không? Nhưng mà tôi thì thường đọc là Kyocera cho nó dễ. Tiền thân của em này thì sẽ là công ty Toshiba, đã rất là quen thuộc đối với chúng ta rồi. Và bây giờ thì Kyocera đã tách ra là một công ty riêng. Đó, nó sẽ là một công ty liên quan đến giải pháp ổ cứng và lưu trữ. Thì Kyocera này thì hiện tại đã có một cái website chính thức rồi. Đó, nó sẽ bỏ đi những cái tính cũ kỹ, những cái tính lâu đời và nó trưởng thành như là Toshiba rồi. Khoác lên trong mình một cái màu sắc rất là mới, rất là trẻ trung. Và anh em cũng có thể thấy được qua cái phần website thiết kế của Kyocera đúng không? Một màu trắng tươi trẻ này, mới hơn này, hiện đại hơn. Đấy, đó là về Kyocera nha. Và về em ổ cứng này thì sao? Hiện tại thì chúng ta đang cầm ở trên tay đây là một em ổ cứng Kyocera Xperia Pro chuẩn PCIe Gen 4 X4 đó. Thì với em ổ cứng này thì sẽ có một cái công nghệ là công nghệ anh em có thể thấy đây, đó là Big Flash. Công nghệ này thì nó sẽ gần giống như 3D NAND anh em ạ, nhưng mà nó cũng sẽ kiểu như là xếp chồng lên nhau giúp tăng cái dung lượng lưu trữ lên và giảm giá thành. Về cái loại bộ nhớ này thì chúng ta sẽ có một em Kyocera với loại bộ nhớ là SLC. Cái SLC này thì sẽ khác với đại đa số các cái ổ cứng với chuẩn bộ nhớ là TLC đang mình có bên ngoài thị trường ấy. Thì cái SLC này nó sẽ có một cái độ bền cao hơn rất nhiều và là độ bền cao nhất trong tất cả các loại bộ nhớ. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ phải đánh đổi lại là cái dung lượng lưu trữ nó sẽ thấp hơn và cái giá thành nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và tất nhiên rồi, anh em mua ổ cứng thì chúng ta sẽ cần phải chú ý đến hơn là cái độ bền đúng không? Chúng ta sử dụng hàng ngày mà bền luôn luôn là tốt nhất. Rồi, đấy là về cái phần giới thiệu sơ qua những cái thông tin của em này. Và em ổ cứng mình đang cầm trên tay đây thì sẽ là một em ổ cứng có dung lượng là 1T, cái tốc độ tối đa lên tới tận 7300. Và theo như mình tìm hiểu được là để đạt được cái tốc độ tối đa là 7300 này thì chúng ta cần sử dụng hệ thống của AMD. Và cũng thật là tình cờ luôn thì cái hệ thống mình đang có ở đây là một hệ thống sử dụng chip của AMD, chỉ có card là của Nvidia thôi. Thì chip sẽ đang là Ryzen 7 5800X và card thì sẽ là 1650, nhưng mà không sao cả, chúng ta cứ test thôi bởi vì anh em có nhiều cái cấu hình khác nhau mà. Đấy, thì bây giờ thử đập hộp xem thế nào nhá. Rồi. Đập hộp này. Mình sẽ bóc ra. Úi, ơ. Chứ đâu, SSD đâu rồi Đức? Thôi đùa anh em tí. SSD thì mình đã cắm vào trong hệ thống này để chúng ta test rồi. Còn về cái các cái đi kèm của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái thẻ hướng dẫn này và một cái cuốn cũng là user guide luôn, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không cần đến. Đó. Thì nói thêm với anh em là chúng ta sẽ có một cái phần mềm của Kyocera luôn để chúng ta gọi là quản lý các ổ cứng. Nhưng mà hiện tại thì không hiểu sao cái phần mềm này đang bị lỗi như thế nào mà nó không thể hiện được các cái ổ cứng của mình. Thì cũng giới thiệu luôn với anh em là đối với phần mềm SSD Utility này thì anh em vừa có thể quản lý được tất cả các cái ổ cứng của Kyocera trên này. Và đồng thời ở cái bàn tuner này thì anh em cũng sẽ benchmark được về cái điểm số của ổ cứng đó luôn. Tuy nhiên thì trong phần mềm này nếu như mà sử dụng cái phần mềm của chính Kyocera mà để đánh giá thì nó cũng anh em sẽ thấy là nó không khách quan cho lắm. Thế nên là chúng ta vẫn sẽ dùng một cái phần mềm trực quan hơn nữa, đó là Crystal Dismart để mình đánh giá xem là cái tốc độ của em này như thế nào. Và sẽ có ở đây là cái phần nhiệt độ các thứ ở đây. Thì bây giờ bắt đầu test luôn thôi anh em nhờ. Rồi, bắt đầu thôi, mình sẽ chọn này. Đó, ở đây nha. Rồi, bắt đầu rồi. Kết quả test đã có trên màn hình rồi anh em. Thôi, mình sẽ để lên đây cho nó trực quan hơn nữa này. Rồi, đó. Thì anh em sẽ thấy là tốc độ ở đây anh em thấy là 7378. Rất sát luôn và thậm chí còn vượt hơn so với cái kết quả của nhà sản xuất đưa ra là 7300. Tốc độ ghi sẽ là 6500. Đó, và có một cái chỉ số mà anh em cũng cần quan tâm nữa, đó là chỉ độ cái chỉ số random 4K này này. Đó, hai chỉ số này. Thì cái điều này nó giải thích dễ hiểu nữa là đó là khi mà anh em copy những cái file game ấy
những cái file mà folder nó lớn thì nó sẽ không copy một cách trình tự ngẫu nhiên như là sequence 1M mà nó sẽ copy một cách loạn nhau. Thế nên là chỉ số này anh em cũng sẽ rất là cần quan tâm. Rồi, thì bây giờ nói trước về sequence 1M nha, nó đã vượt qua rồi. Còn về chế độ random 4K thì sao? Cái chỉ số này nó sẽ là khoảng 70. Và tuy cái chỉ số này nó chưa được như những cái em ổ cứng cao cấp hiện nay như là KC3000 hay là 980 Pro, nó sẽ vào khoảng 80. Nhưng mà hiện tại với những cái con số này thì đây là một chiếc ổ cứng với một cái tốc độ đọc ghi nhanh nhất mà mình từng thấy từ trước đến giờ, với một tốc độ đọc ghi là 7300, hơn 7300. Đây là một số thực sự là rất là kinh khủng anh em ạ. Và để cho anh em kiểm chứng về cái tốc độ copy thực tế như thế nào thì mình cũng đã copy thử ở đây. Đó là một file là FF này, Remake Integrate này, là có dung lượng là 94GB. Thì sẽ có hai vấn đề ở đây. Đó là đầu tiên, khi mình copy file đầu tiên thì cái tốc độ của em ấy nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 2GB6. Còn là khi mà copy đến lần thứ 3 ấy, thì do SLC cache nó đã bắt đầu tràn rồi thì cái tốc độ nó sẽ tụt về khoảng tầm 600MB. Nhưng mà thật sự là khi đối với những cái nhu cầu sử dụng thông thường của chúng ta thì chúng ta sẽ rất ít khi phải copy những cái file mà có dung lượng nó lớn đến như thế này. Thế nên mình đánh giá là cái cache trên em Kyocera này là SLC cache thì là một cái chỉ số cache phải gọi là đánh giá rất là cao và nó hoàn toàn đáp ứng được hết tất cả các nhu cầu của chúng ta anh em ạ. Tuyệt vời đúng không? Rồi thì cái thương hiệu Kyocera của chúng ta thì sẽ có 3 phiên bản nữa nếu như mình nhớ không nhầm. Đó chính là một phiên bản PCIe Gen 4 này, một phiên bản PCIe Gen 3 và một phiên bản của SATA 3 nữa. Và nghe nói thì cái tốc độ của các phiên bản đấy cũng rất là kinh khủng và mình sẽ lên một video để test tất cả các cái em ổ cứng ấy cho các bạn cùng xem. Và để nói rằng là em này có thể cạnh tranh đối với những các cái em ổ cứng cao cấp hay không thì mình nghĩ đây sẽ là một đối thủ rất là cạnh tranh, bởi vì những cái tốc độ đọc ghi rất cao mà mình có thể mang lại. Và hiện tại thì em Kyocera NVMe Gen 4 Xperia Pro này đang được bán tại Nguyễn Công PC với mức giá là 2.8 triệu. Và mình mức đánh giá nhá, cái mức giá này cũng sẽ là một cái mức giá nó khá là hợp lý, bởi vì những các cái hiệu năng cũng như là tốc độ đọc ghi, tốc độ copy của em ấy có thể mang lại được. Vậy thì không biết ý kiến của anh em như thế nào về em Kyocera này, thì hãy để lại ý kiến của anh em ở dưới phần bình luận cho chúng mình được biết nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau, và mình chắc chắn là mình sẽ mang đến cho anh em tất cả những cái ổ cứng của Kyocera này, mang lên bàn cân để test cho nó công bằng và phân minh chứ, đúng không? Bye bye anh em.